Địch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Những dấu hiệu trên khuôn mặt báo hiệu bạn sắp phát tài. Nếu bạn tìm thấy những dấu hiệu này trên khuôn mặt thì chuẩn bị túi đựng tiền sẵn đi nhé, bởi đó là dấu hiệu phát tài phát lộc đấy. Dấu hiệu phát tài trên trán. Nếu nhìn trán thấy sáng sủa, bóng đẹp, trán bằng phẳng thì có nghĩa là người này khoảng thời gian gần đây có cuộc sống thoải mái vô tư. Đó cũng chính là dấu hiệu cho thấy vận may sắp tới. Ngược lại, nếu ai đó bỗng nhiên thấy trán mình trở nên u tối, không có màu sáng bóng nữa thì cần phải thận trọng, bởi có thể tình trạng sức khỏe của bạn đang có vấn đề. Ngoài ra, trong nhân tướng học thì phần nhật giác và nguyệt giác được gọi là cung phụ mẫu. Từ cung phụ mẫu có thể xem được tình trạng cha mẹ của mệnh chủ và duyên phận của mệnh chủ với cha mẹ nông sâu ra sao. Nếu nhật nguyệt giác mất đi độ sáng bóng thì cần phải thường xuyên chú ý đến sức khỏe của cha mẹ, đề phòng cha mẹ ốm đau hoặc có thể gặp phải tai họa ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Dấu hiệu phát tài trên thiên đình. Nếu bạn thấy ai đó mà phần xương ở thiên đình sáng bóng lên thì chắc chắn người đó sẽ gặp chuyện may mắn về tiền bạc. Dù làm gì cũng gặp nhiều điều thuận lợi, khởi đầu suôn sẻ. Nếu thiên đình mờ tối, xỉn mau thì đó là dấu hiệu cho thấy tai họa sắp xảy ra, cần phải chú ý và thận trọng đề phòng trong mọi việc mình làm. Dấu hiệu phát tài trên ấn đường. Ấn đường là bộ phận quan trọng trên khuôn mặt để phán đoán vận trình khung cát của mỗi người. Nếu vị trí ấn đường có màu đỏ, vàng hay tím sáng thì đều là cát tường. Ấn đường đầy đặn, không giàu thì sang. Ngược lại, nếu một người mà ấn đường bỗng dưng chuyển sang màu tối, xỉn mau, chuyển sang sắc đen hay đen mang sắc xanh thì đừng coi thường, bởi đó là dấu hiệu cho thấy chuyện chẳng lành sắp đến. Nếu không phải là bệnh tật nghiêm trọng thì cũng là vận trình trong khoảng thời gian gần đây chuyển xấu, mọi sự trở nên tồi tệ, gặp hết xui xẻo này đến đen đủi khác. Dấu hiệu phát tài ở mắt. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nếu đôi mắt lòng đen lòng trắng rõ ràng, ánh nhìn sắc bén, ánh sáng long lanh, có thần thái thì đó là đôi mắt của một người đang gặp nhiều chuyện vui, vận trình tăng tiến, mọi sự thuận lợi. Nếu đôi mắt lờ đờ, trong mắt xuất hiện đầy tơ máu, mắt u ám thất thần thì đó là biểu hiện của cơ thể mệt mỏi, sức khỏe không ở trong tình trạng tốt nhất mà vận trình cũng bị sa sút, làm gì cũng thất bại. Dấu hiệu phát tài ở mũi. Xem tướng khuôn mặt, nếu phát hiện thấy đầu mũi chuyển màu tối, sắc mặt cũng u ám thì cần phải lưu ý. Thông thường, khi có những dấu hiệu này thì điềm báo cho thấy sắp tới bạn sẽ bị kẻ tiểu nhân ngáng trở, con đường phía trước nhiều trắc trở, cần phải có bạn bè giúp sức mới qua được cơn nguy khốn. Còn nếu như đầu mũi đỏ hồng, có thể sắp tới xảy ra tai họa sẽ xảy tới, bản mệnh cần phải chú ý đề phòng. Cũng lưu ý các vấn đề về tiền bạc, đề phòng xảy ra họa phá tài, mất tiền, mất của. Dấu hiệu phát tài ở má. Thực ra có thể nhìn màu sắc của má mà đoán vận trình sắp tới của một người. Nếu lúc nào má cũng hồng hào, sáng bóng thì đó là người sắp có nhân duyên tốt, may mắn sắp tới, muôn cản cũng chẳng được. Trong khoảng thời gian tới, người đó làm gì cũng suôn sẻ, cuộc sống thoải mái, êm đềm. Nhưng nếu phần má không có màu sắc gì, sắc da khô héo tựa như phủ lên một màu xám xịt, thì người đó gần đây gặp nhiều chuyện trắc trở, làm việc mệt mỏi cực nhọc nhưng không đạt được kết quả như mong muốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.